Sportage, mẫu xe hot nhất cuối năm 2021 đã chính thức có mặt ở Việt Nam. Hãy đón xem sự kiện ra mắt trực tuyến của siêu phẩm này vào lúc 20 giờ ngày 5 tháng 11. Sự kiện sẽ được phát sóng trên các trang Facebook chính thức của Harley Davidson Việt Nam. Các anh em đừng bỏ lỡ sự kiện đặc biệt này nhé.